Cùng với lưu lượng phương tiện tăng nhanh, trong khi hạ tầng giao thông ở thành phố Huế chưa đáp ứng, khiến nhiều tuyến đường, nút giao thông thường xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe vào giờ cao điểm. Mặc dù thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nội đô, nhưng xem ra vẫn không thể xử lý triệt để. Thực tế trên cho thấy, ngoài các giải pháp đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thì việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông là giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng này. Đây là những hình ảnh được phóng viên ghi nhận vào thời gian cao điểm tan làm tại điểm giao cắt tuyến đường Phan Chu Trinh nối với Trần Phú. Lượng phương tiện lưu thông rất lớn đã gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Ô tô, xe máy, xe đạp chen chúc nhau điên vào chỗ trống. Nhiều phương tiện thậm chí còn lấn sang hết phần đường đối diện, khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều người cho biết vào thời gian cao điểm, phải mất hàng giờ đồng hồ mới thoát khỏi được ngã tư điểm giao cắt này. Thứ hai là học trò đi cái châu cơ lần vặn. Còn từ 3 cho tới cuối tuần luôn, tới thứ 7 học trò nghỉ học là hết tắc đường. Mà đi là ngày mồm tắc đường cả. Chiều nay em thấy không bị đi hết á, cũng gần đi là gần 20 phút rồi đấy, chứ mà đi giao hàng như đi ra trễ hàng cho họ rồi đấy. Cái đấy gọi là cam bay được này. Tình trạng ùn tắc giao thông tương tự cũng xảy ra tại khu vực các điểm giao với đường Hùng Vương, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu hay Lương Văn Can. Nếu như trước đây, tắc đường chỉ xảy ra trong khung giờ cao điểm đi làm và tan tầm, thì hiện tại tình trạng này có thể kéo dài đến 10 giờ trưa, thậm chí là đầu giờ chiều, và rồi đến giờ tan tầm lại tiếp tục tắc. Nhưng nói chung là tôi ở đây thì chiều nào tôi có mặt ở đây thì hầu như là ngày nào cũng tắc mà không là không có lối thoát, không có tắc luôn. Là tôi ở đây là tôi phải dẹp trên lề để cho họ đi, người ta đi trên lề để giải phóng cho nhanh. Nhất là các ô tô là người ta cứ quẹo qua đường Phan Chu Trinh là toàn bộ đứng ngắc hết, là không thể di chuyển được. Theo công an thành phố Huế, bản đồ kẹt xe, ùn tắc giao thông tại thành phố Huế hiện nay bắt đầu phức tạp và mở rộng hơn. Các tuyến đường nút giao thông như phía bắc nam cầu An Cừu, điểm đầu và cuối đường Bà Triệu, các nút giao trên đường Phan Chu Trinh, ngã ba Hùng Vương, Ngư Bình trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường vào giờ cao điểm. Nguyên nhân dễ nhận ra tình trạng này là do hạ tầng giao thông hạn chế, phát triển chưa kịp theo gia tăng dân số và phương tiện giao thông đi lại hiện nay. Trong đó, phương tiện ô tô cá nhân di chuyển ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, ý thức của người tham gia giao thông còn thấp cũng là một nguyên nhân chủ đạo dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Nguyên nhân là nói chung là cái nguyên nhân đơn giản là do người ta đi làm về. Ai cũng dành đi trước để mà về tới là lo cơm áo cho mình. Đó, ai cũng về cả. Nên cuối cùng người ta không ý thức được, kẻ trước người sau. Người này muốn vượt, người khác muốn vượt. Thì nói chung tất cả mọi cái là do ý thức của người dân hết. Không riêng gì ở các thành phố lớn trong cả nước, tắc đường tại thành phố Huế này đã trở thành một câu chuyện dài và chưa có điểm kết thúc. Dù đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng khó có thể xử lý triệt để. Thực tế cho thấy, chừng nào ý thức của người tham gia giao thông chưa được nâng cao thì vẫn còn tình trạng hỗn loạn của giao thông. Tuy nhiên, cùng với truyền thông nâng cao ý thức cho người dân thì những giải pháp tổ chức phân luồng lại giao thông cũng phải được tính đến ngay từ bây giờ. Nút giao ngã 6, nút giao hai đầu cầu Phủ Xuân, hay nút giao hai đầu cầu Trường Tiền, cầu Ác Cừu, hay ngã tư Trường Chinh, Bà Triệu là những điểm ùn tắc lâu nay của thành phố Huế. Việc điều tiết giao thông vào khung giờ cao điểm trở thành công việc thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông.
Với giải pháp trước mắt, chúng tôi đã tiến hành phối hợp với phòng quản lý đô thị tiến hành khảo sát lắp đặt một số các biển báo chỉ dẫn, biển báo hiệu, tổ chức lại một số các nút giao thông trọng điểm tại các một số điểm giao thông phức tạp, một số khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông để nhằm đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn thông suốt vào các giờ cao điểm. Vừa qua, phòng quản lý đô thị thành phố Huế đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Huế thí điểm điều chỉnh phương án phân luồng giao thông, chỉ cho phép xe ô tô được lưu thông qua cầu Trường Tiền vào khung giờ cao điểm theo hướng từ Bắc qua Nam. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án phân luồng giao thông hợp lý đối với các khu vực giao lộ Lê Quý Đôn, Bà Triệu Trường Chinh, cầu Phú Xuân, cầu Giả Viên, Vị Chà, An Cừu, Kho Rèn để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, kết hợp điều chỉnh thời gian đèn xanh và đèn đỏ hợp lý đối với các cụm đèn tín hiệu giao thông trên trục đường Nguyễn Huệ, cầu Giả Viên, đảm bảo giao thông thông suốt. Điều này nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của người dân. Trong thời gian qua thì thành phố mạnh dạn là báo cáo tỉnh, báo cáo các ngành để tổ chức phân luồng giao thông giảm tải cho cầu Phú Xuân. Thì giờ cao điểm hiện nay đối với cầu Trường Tiền là được lưu thông qua cầu Trường Tiền ô tô đối với ô tô. Đấy. Thì qua theo dõi thì hiện nay cái cầu Phú Xuân nó giảm tải rất lớn. Đấy. Thì cứ nút giao các cái nút giao của Nam và Bắc cầu Phú Xuân cũng một phần là được giảm tải đối với cái lưu lượng ô tô qua cầu. Đấy. Về tương lai về lâu về dài thì cũng nghiên cứu tiếp các cái tuyến khác, đặc biệt là các cái cầu hẹp nhỏ mà đã hiện nay đang cấm giờ cao điểm. Hiện thành phố Huế có tổng số 535 tuyến đường đô thị gồm quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị với tổng chiều dài 413,3 km với bề rộng mặt đường từ 5 đến 10 m chiếm tỷ trọng nhiều nhất. Trong thời gian gần đây, nhiều dự án chỉnh trang nâng cấp hạ tầng giao thông được triển khai cũng đã góp phần giảm áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị, mà dự án chỉnh trang đường Hà Nội là một ví dụ. Không chỉ là một phần của quốc lộ 1A qua trung tâm thành phố Huế, tuyến đường Hà Nội dài gần 0,9 km, có điểm đầu nối từ đường Lê Lợi và đường Hùng Vương, được chỉnh trang với mức đầu tư 130 tỷ đồng, mở rộng 36 m, rộng hơn 12 m so với trước đây. Mặt đường được thảm bê tông nhựa, rãnh vỉa hè bằng bê tông xi măng. Trọng tải thiết kế mặt đường 10 tấn, phù hợp với bố trí 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo điểm nhấn cho đô thị Huế, giảm ùn tắc giao thông, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ cho hoạt động du lịch ở địa phương. Cùng với việc cải tạo hạ tầng, thành phố đang nghiên cứu lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu kết hợp tổ chức lại giao thông tại những nút giao thường xuyên ùn tắc giữa cao điểm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ duy tu sửa chữa hệ thống đường xá thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp. Hiện nay là tỉnh đang chỉ đạo các ngành là quy hoạch chung của toàn tỉnh, trong đó cái vấn đề giao thông là rất là quan trọng, đặc biệt là tuyến các tuyến vành đai. Đấy. Thì giảm tải cho thành phố nội đô thì không trên hết là cần phải đầu tư các cái tuyến đường trọng yếu như tuyến vành đai 3, vành đai 4, tuyến đường tổ hợp đi sân bay, đấy, tuyến đường các đường tỉnh lộ nâng cấp mở rộng như là Nguyễn Gia Thiều, đấy, Dương Văn An hay là mở rộng Bà Triệu. Đó là những cái giải pháp lâu dài nhằm giảm tải cho địa bàn thành phố. Những giải pháp về tuyên truyền xử lý điều tiết giao thông đang được triển khai khá hiệu quả. Tuy nhiên, đó chỉ mang tính trước mắt. Về lâu dài, để giải quyết hiệu quả bài toán ùn tắc giao thông, thành phố Huế vẫn kiên trì tập trung vào các giải pháp căn cơ như đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khung, đặc biệt là tuyến vành đai để giảm áp lực giao thông xuyên tâm vào khu vực đô thị, mở rộng các tuyến đường nội đô, phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Trong quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 đã định hướng phát triển toàn diện hệ thống giao thông đổi nội đổi ngoại trên tất cả các lĩnh vực: đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian sắp tới. Những bài học rút ra từ sự phát triển của các thành phố lớn cũng cần được tính đến để tránh phát sinh áp lực cho giao thông đô thị từ những dự án nhà ở, thương mại thiếu tính đồng bộ. Hàng loạt vấn đề giao thông đô thị đã và đang, thậm chí sẽ tiếp tục nảy sinh trong quá trình phát triển. Và mong rằng những giải pháp đồng bộ, giải quyết hài hòa trong tiến trình phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương.